kích quạt chương cuối. Ui ui ui, đẹp chưa các bạn ơi, đẹp chưa? Và may mắn sẽ mỉm cười với mình. What the hell? Dí cả phần ý, ui ui ui. Ôi ôi, thế này có mạng luôn. Và ngoài ra Lavi này bốc hơi tiếp. Có ghê chưa? Ui dồi ôi, sợ quá. Bắn cho đỡ sợ, Zamba Grug cho lên bàn điểm số. Một bé ra đi, thêm cả Veret vào đây. Kích quạt chiều cuối, Sayu là chơi. Khỏe lắm bạn, double kill, triple kill. Cảnh báo đường link shop.gcathu.vn, 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 gcathu.vn là đường link lừa đảo nhiễm ma độc. Các bạn để ý kỹ trước khi mua tài khoản nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình xin các bạn vài phút để có thể giới thiệu đến cho tất cả các bạn là shop GTVN. Như các bạn biết thì shop GTVN là shop chính chủ của mình, vậy nên nếu như mà các bạn nào có nhu cầu muốn mua tài khoản liên quân, muốn thử vận may hay là muốn ủng hộ mình thì các bạn nhớ ghé qua shop GTVN nha. Hiện tại thì bên shop của mình đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi khuyến mãi, và trước khi vào shop và vấn đề là mình test cho người thì mình sẽ cần phải thông báo cho người luôn, hiện tại đang có rất là nhiều shop lừa đảo mình, mạo danh mình để lừa đảo. Ví dụ như là tên miền như là shop GTVN này, GTVN này, rồi shop GCathu.vn này, rồi shop gcathu.vn, rất nhiều các bạn, nên các bạn chú ý qua về tên miền giúp mình để mà tránh gặp phải tình trạng lừa đảo ấy. Các bạn hãy chỉ cần xuống phần mô tả trong cái clip của mình, ấn vào đường link đầu tiên dưới phần mô tả là các bạn sẽ bay thẳng đến shop chính chủ của mình mà thôi, đó là shop gcathu.vn. Hiện tại bên shop của mình đang có chương trình khuyến mãi nạp 20k nhận ngay một lượt coin miễn phí, và cứ như thế các bạn nạp càng nhiều các bạn sẽ nhận được càng nhiều lượt coin miễn phí. Mình có nạp 50k thì chắc chắn mình sẽ nhận được 2 lượt coin miễn phí rồi, và cách tham gia vòng quay miễn phí thì ở đây nha mọi người, quay không mất tiền là quay không đồng luôn. Ok, và mình sẽ test luôn cho mọi người nha, phát quay đầu tiên xem ra gì nào. Ở đây thì đã có rất nhiều bạn ui tham gia nhận được này. Trời ơi. Ui giờ mình nhận được một con y các bạn ạ. À. Ở đây có bạn 500 con y, 1000 con y, 500 con y mà mình được có một con y. Tiếp tục phát thứ hai xem ra gì nào. Ước gì được 500 con y hoặc là ước gì được 1000 con y nhỉ? Cũng là Simu pục 100 con y thôi thì 100 con y được rồi các bạn ạ. À. Không được 500, không được 1000 thì được 100 con y được rồi. Méo mó có hơn không nhá, quay không mất tiền mà mình được 100 con y. Ok, và ngoài ra bên shop của mình đang còn có rất là nhiều chương trình vòng quay khác. Ví dụ như vòng quay bóng đá này, vòng quay con uy này, vòng quay bí ngô, vân vân. Và ngoài ra, nếu như mà các bạn nào muốn mua ạc liên quân trắng công ty 100%, các bạn có thể vào đây thử vận may liên quân 9k, 20k, 50k, 100k, các bạn có thể vào những mục như thế này nhá. Bây giờ mình sẽ test cho tất cả các bạn, đó là vòng quay bóng đá đi. Vòng quay bóng đá đã được giảm giá 50% từ 20.000 đồng xuống còn 10.000 đồng mà thôi. Và các bạn sẽ có cơ hội nhận được 100 quân uy, 500 quân uy, rồi 1.000 quân uy, tài khoản 3 triệu, rồi quân uy 9.999 nhá. Mình sẽ test cho tất cả các bạn phát quay đầu tiên xem ra gì nào. Ở đây thì là có rất là nhiều bạn tham gia nhận được vòng quay này. Ui, ui 1.000 quân uy các bạn ạ. Phát thứ hai, trời ơi tin nổi không. 500 quân uy, ui giời đất ơi. Phát thứ ba, ôi mày hên thật sự. Ngày tuần nào mình test cho mọi người ấy, 100 quân uy này. Phát thứ tư, xem ra gì nào. 500 con đi, phát thứ 5. Trời ơi, Việt Nam vô địch. 4 con đi nha mọi người. Đấy các bạn đi qua nhé, tuần nào mình cũng test cho mọi người. Và tuần này ấy, mình phải công nhận là số mình hết thật sự. Phát quay đầu tiên được 1.000 con đi và 500 con đi luôn. Đấy, chứ các bạn nếu như theo dõi clip của mình thì tuần nào mình cũng test cho mọi người nhé. Nhưng mà tuần này của mình là hết thật sự ấy. Ok, đây là về vòng quay bóng đá nhé. Mình đã test cho tất cả các bạn. Các bạn nhớ ghé qua shop GTVN của mình để có thể ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều, bye mọi người, bye bye. Hello, xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây các bạn ơi. Ngày hôm nay mình đem đến cho tất cả các bạn sức mạnh của cô nàng Cafani trong chế độ chiến trường siêu cấp 2.0. Và để xem trong chế độ chiến trường siêu cấp 2.0 này Cafani được cường hóa kỹ năng thì sẽ như thế nào, các bạn hãy cùng theo dõi nha. Không biết là có trở thành quái vật hay không nhở. Nào, bây giờ mình sẽ cần phải tập trung vào trận đấu ngày hôm nay. Lavin có chat skin cap team kia, team bạn đẹp thế. Ui, cảm ơn Lavin nhiều nha. Nice. Ok, chứ gì được khen rồi. Thôi thì bây giờ mình sẽ cần phải tập trung vào trận đấu để xem nào. Hiện tại thì mình sẽ đối đầu với Cafani team địch, một người chị em nhưng mà chơi cái bộ trang phục kimono. Đã thế thì kích quạt chiều cuối. Ui ui ui, đẹp chưa các bạn ơi, đẹp chưa? Và may mắn sẽ mỉm cười với mình. Không thể tin nổi mình có được một màn đầu tiên vô cùng đơn giản các bạn ạ. Vừa xong các bạn chứng kiến qua hai cái chiêu cuối của hai vị tướng Cafani đối đầu với nhau quá đẹp. Nó quá lộng lẫy, tạo ra một cái hiệu ứng ấy cực kỳ ngầu. Thật ra thì hiện tại mình đang chơi Cafani trong bộ trang phục tử linh hương, còn bên kia là Cafani kimono, và khi mà chiêu cuối bắn ra thì quá đẹp luôn. Đấy, các bạn chắc là cũng nhìn thấy qua khi mà Cafani được cường hóa gì rồi đúng không? Khi mà mình kích quạt chiêu cuối thì cái tầm chiêu cuối nó sẽ rộng hơn và nó sẽ bắn nhanh hơn, nhiều hơn. Đấy, và sẽ tạo được ra sát thương lớn hơn. Nhưng mà vừa xong mình cũng không hiểu nổi khi mà Cafani team địch là lên level 4 trước mình mà anh ngờ lại thua mình, chắc là mình may mắn quá. Ok, cứ tập trung farm thôi, thăm ngàn thôi. Chất tướng Cafani là chất tướng late game mà các bạn. Để xem Cafani team địch còn dám hổ báo hay không. Trận đấu ngày nay là đối đầu với người chị em. Đấy, hai Cafani đối đầu với nhau. Đây rồi, tiếp tục là gì? Tầm này mình lại sợ bạn quá cơ, khi mà mình hơn đổ bạn được cơ mà.
Nào thích thì solo. Bây giờ mình dựng súng đại bác lên bắn. Bắn úi xồi ôi. Chưa. Ai Capri kimono đã phải nằm xuống rồi. Thật sự là vừa xong súng đại bác của mình bắn cực kỳ thốn luôn. Quả nhưng mà quan sát qua team mình đang chiếm được rất nhiều lợi thế khi mà team mình ăn được 7 mạng rồi kìa. Trong khi đó là team địch ăn được có 1 mạng mà thôi. Khi mà chơi trong chế độ chiến trường siêu cấp 2.0 này thì đây được gọi là chế độ giải trí. Mà nó gọi là giải trí rồi thì các bạn sẽ chơi một cái tâm thái là làm sao thoải mái nhất có thể giúp mình vui vẻ chứ đừng phát quạo nha mọi người. Ấy cứ chơi một cách thoải mái thôi. Tất cả các vị tướng được cường hóa kỹ năng. Thật ra thì mình ngày hôm nay mình quay trở lại với vị tướng Cafani trong cái chế độ chiến trường này ấy, là do các bạn yêu cầu mình đấy. Các bạn muốn mình test Cafani trong chế độ này thì thôi mình thực hiện phục vụ các bạn luôn. Ok. Cái lượng trí mạng của mình bây giờ thì cũng hết sức bình thường. Tất nhiên là kể cả trong đấu danh hay là trong chế độ giải trí thì chúng ta cũng cần phải tập trung farm thì chúng ta mới có đồ được. Cafani team địch này cho lên bàn điểm số tiếp. Khổ thân. Chết liên tùng tục luôn. Cafani team địch từ đầu trận đến giờ là bỏ 3 mạng rồi đấy. Ây ơi ơi, tôi ta chém cái đồng đội của mình hỗ trợ phát nào. Bây giờ quanh lại dí luôn. Ui cái chữ cuối bắn đau chưa? Đau chưa? Ôi kể cả mình sấy vào tanh cũng thốn các bạn ạ. Bây giờ xử lý luôn Lavin. Không cho Lavin về. Úi trời ơi, đỡ làm sao được. Một phát bắn nữa thôi. Một phát bắn và phát nữa. Lên vào điểm số. Toàn hỗ trợ các bạn ạ. Từ khi mình đi ganh đến giờ là kiếm được mấy mạng hỗ trợ đến tù tì rồi. Chứ khó ăn được mạng quá. Grack thì không cẩn thận nó kéo rất xa nha. Vừa xong mình bị dí một phát là mình cũng hơi bị rén các bạn ạ. Đấy, thôi. Ôi tha cho em cái, ôi tôi chết tôi rồi, bị dí rồi. Ui dồi ôi, Vedet nó băng trụ thế thì còn gì nữa đâu. Thế là núp sau này chứ vàng. Không tin nổi mình lại có mạng của Vedet các bạn ạ. Cái trụ nó bắn một phát thế là mình có mạng ngay. Thật ra thì chất tướng là giống nhau. Thế nên là để mà xem ai may mắn và xử lý tốt hơn thì người đấy sẽ giành chiến thắng nhá. Trận đấu ngày hôm nay thì trùng mất team mình cũng có Grack và team địch cũng có Grack. Team mình có Cafani, team địch cũng có Cafani. Team mình có Lavin và team địch cũng có Lavin. Đấy, xoay quanh các vị tướng như thế này thôi. Khi mà chiêu cuối được cường hóa thì ngại ngần gì trong giao tranh chúng ta không kích hoạt đúng không? Kích hoạt chiêu cuối lên. Ôi dồi ôi, thế này thì đỡ làm sao được. Có mạng luôn. Và ngoài ra dí luôn Cafani team địch này. Và đây sẽ là double kill. Ôi dồi ôi, mạnh quá các bạn ạ. Cái tầm này là mình tuyên bố mình cân cả thế giới. Vào đây, vào hết đây thêm cả Grack. Grack thì bỏ chạy mất dép rồi còn đâu. Thật sự là chơi trong chế độ này nó xả stress rất nhiều nha. Giúp cho chúng ta có thể vui vẻ hơn. Và bây giờ mình sẽ xử lý nốt Vedet này. Cứ bắn rồi Vedet. Bốc hơi tiếp. Đi đến đâu càn quét đến đấy. Đi ganh phát nào là có mạng phát đấy. Cái lượng chín mạng bây giờ hết sức bình thường. Nhưng mà thường thường khi mà tham gia giao tranh là mình có chiêu cuối, mình xấy chiêu cuối nó rất đau nhá. Đường trên vừa xong mình quan sát qua có Cafani team địch này. Dí Cafani, ui ui ui. Ôi ôi, thế này có mạng luôn. Và ngoài ra Lavin này bốc hơi tiếp. Ảo thật đấy. Không tin nổi các bạn ạ. Thật sự không tin nổi. Bởi vì khi mà kích quạt chiêu cuối máu tụt không phanh, không ngừng được luôn. Mặc dù là team địch cũng có Cafani nhưng mà team địch lép vế quá rồi. Chênh lệch sức mạnh quá nhiều giữa hai Cafani. Chứ không phải là trang phục tăng sức mạnh đâu nha mọi người. Các bạn thấy là mình chơi Tử Đinh Hương bên kia kimono. Các bạn ấy kêu Tử Đinh Hương tăng sức mạnh là sai nha. What the hell. Thôi, căn bản là mình ăn được và mình farm được. Lại tập trung thăm ngàn tiếp nha. Để làm sao lên được đồ. Về trang bị dành cho Cafani thì vẫn vậy. Không thay đổi quá nhiều. Leo danh như thế nào thì các bạn lên đồ trong chế độ giải trí này như vậy nhá. Uầy, đường dưới đang có Cafani tiên địch cả. Mình sẽ xuống mình dí luôn. Bắt lẻ luôn. Cái tầm này bắn cho vài phát thôi, chênh lệch rất nhiều cấp độ và Cafani team địch là lên vào điểm số. Trời ơi, 8 mạng rồi, thôi tầm này mình về đây. Trang bị thì vẫn vậy, giày kiên cường, thánh kiếm, vút rung tàn, diệt thần cung, cung tà ma, giáp vòng mệnh, đấy là về build đồ. Lúc đầu ấy, mình thì mình cũng không test Cafani nhiều đâu. Mình chơi trải nghiệm các vị tướng khác và mình thấy qua Cafani ấy thì kỹ năng được cường hóa cũng hết sức bình thường thôi. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà mình trải nghiệm vào mình cảm thấy uầy cái chiêu cuối nó xịn sò thật sự. Cái chiêu cuối nó mà sấy một cái đã trong combat luôn. Sấy là cực kỳ thốn. Thế nên là mình đã thay đổi lại cái quan điểm, phải trải nghiệm thì mới biết được. Chứ còn nhìn người khác chơi thì chúng ta cũng không thể nào cảm nhận được hết nha. Team mình bắt đầu đi chung với nhau rồi, bắt đầu ép trụ dần nhá. À có Grack team địch kéo mình đi này, kéo đi. Ui dồi ôi, sợ quá. Bắn cho đỡ sợ, dăm ba Grack cho lên bàn điểm số. Một bé ra đi, thêm cả Vedet vào đây. Kích hoạt chiêu cuối sấy u là chơi. Khỏe lắm bạn, double kill, triple kill. 11 mạng rồi. Chỉ cần kích hoạt chiêu cuối xong rồi các bạn nhìn thấy qua.
Đúng là thật chưa quyết được cường hóa kỹ năng khác, cực kỳ thốn. Bên kia cũng có Cafani nhưng mà Cafani team địch là phế rồi. Lý do lúc đầu solo với mình, đối đầu với mình là bị mình hành cho không trượt phát nào. Liliana ảo tưởng sức mạnh à, truy sát đến cùng luôn. Ui giời, chưa gì đã chết từ còn đầu. Cảm giác như bật tốc hành trong chế độ này được cường hóa chạy rất tít và ngoài ra không cho Grack về. Grack bốc hơi. Đấy các bạn thấy qua, mình bật cái tốc hành thôi mà mình di chuyển cực kỳ nhanh. Veret thì chắc chắn là cũng hy sinh rồi. Từng thành viên của team địch lên 7 điểm số nhá. Toàn bị bắt lẻ thôi. Chênh lệch điểm mà cũng bây giờ quá nhiều. Nhưng vấn đề ép trụ được dưới, đường dưới này hơi khó. Căn bản là Cafani team địch đang thủ Grack kéo. Ui dồi, xịt mất rồi. Chán thật. Chờ thôi, phải dụ cho đối phương lên cao nhá. Chỉ cần đối phương lên cao mà phát. Hay quá. Rồi, Cafani team địch chết rồi đâu. Ok, chúng ta có được cái trụ này nữa. Dụ team địch ra ngoài, chưa cuối sẵn sàng, sấy luôn Veret. Ui, máu Veret kìa, bốc ơi. Rất đã, nhìn đã con mắt dã man. Ngoài ra thì đường giữa mình thấy qua vừa xong thì có Lavin, mà không biết Lavin có di chuyển qua đây không. Hello Lavin, một bắn chết luôn. 3.800 chí mạng, đấy là chí mạng hết sức bình thường nha. Đấy, 5.000 chí mạng rồi, khi mà mình dùng chưa một súng đại bác 5.000 chí mạng. Mình cảm thấy cái đam chưa cuối bây giờ nó còn to hơn khi mà mình dùng súng đại bác đấy. Xem có ai thủ cái trụ đường trên đấy hay không. Không có ai thủ trụ đường trên à? Thế này mình lấy cái trụ đường trên thì vô cùng đơn giản nhỉ. Lấy xong rồi. À, có Veret lấy xong trụ rồi mới ra thủ thế này. Chiêu cuối cứ đứng từ xa sấy xem. Ôi rồi, ôi rồi. Bây giờ ra tiếp cận Veret chỉ cần một phát súng đại bác thôi là bốc hơi. Dí luôn Grack. Dăm ba Grack, cái tầm này kể cả có băng trụ đi chăng nữa thì quất đến cùng. Double kill lên đây chứ đâu đấy. Băng trụ ăn mạng cực kỳ dễ dàng nha. Ok, tiếp tục mình sẽ đẩy lính lên cao này. Nói chung bây giờ là được 15 mạng rồi, là quá xanh rồi. Chưa đến 9 phút đồng hồ đâu, mình là cũng full đồ rồi đấy. Chờ lính tràn vào, sau đó chúng ta lên kết thúc trận đấu thôi. Chơi trong chế độ này chúng ta có thể săn được mega kill rất là dễ. Nhưng mà đấy là lý thuyết nhá. Thật ra thì mình cũng đã có rất nhiều pha mega kill trong chế độ này rồi. Nhưng mà trận đấu ngày nay thì chưa được mega kill nào cả. Mới được cái triple kill là cao nhất thôi. Chỉ cần đối phương chụm lại, đứng chụm lại là mình sẽ kích quạt chiêu cuối dí nhá. Đây rồi, ra kích quạt chiêu cuối. Ui, một bé, hai bé, trời ơi. Các bạn thấy qua, vàng nổ liên tục luôn. Có nghĩa là mình ăn được mạng phát là nổ vàng tinh về tài khoản. Nào, căn bản bây giờ mình có giáp hộ bệnh, mình tự tin hơn. Mất giáp hộ bệnh thì mình có liềm mà. Bán đi, lên liềm. Mà tin bạn tầm này cũng không thể nào thủ được nhà nữa đâu. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá xem clip của mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Bye bye người, bye bye.